Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 2023. Và đây là video số 22. Trong video này em xin giới thiệu toàn bộ là nón nha mọi người. Nón này được em mua trực tiếp từ bên Nhật về đây. Thì em cũng nói trước là có khi là make in Taiwan, China hay là Italia gì thì cũng tùy nha. Có nhiều nước sản xuất nhưng mà chung quy lại là sản xuất để xuất đi qua bên Nhật nha mọi người. Và đầu video em cũng xin thông báo là cái phí cước vận chuyển á, thì nếu mà đơn hàng từ 400 ngàn trở lên thì bên em sẽ bao cái phí vận chuyển cho mọi người. Còn nếu dưới 400 ngàn thì anh chị mình cảm phiền thanh toán phí ship giùm em ha. Với lại có một cái thay đổi nhỏ nhỏ vậy nè mọi người. Trước giờ thì em cố gắng em đăng những cái ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 trong tháng vậy đó. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái bên khâu vận chuyển hàng á, nó hơi chậm quá. Nhiều khi tới như bữa nay là ngày 30, tới trưa trưa này nó mới về, cái em làm không kịp. À, cho nên là dự định có thể là nó sẽ lệch 1-2 ngày nha mọi người. Với lại cái giờ đăng á, hôm trước em đăng buổi tối, thường là em đăng buổi tối. Nhưng mà đôi khi mà có đám tiệc gì, sinh nhật, đám giỗ gì đó, mời buổi tối thì mình đi thì mình lại không nghe điện thoại được của khách. Cho nên là thôi, bây giờ em chuyển qua từ video sau em sẽ chuyển qua em đăng lúc 11 giờ trưa nha mọi người. 11 giờ trưa những ngày, các ngày là 5, 10, 15, 20 trong tuần. Lúc 11 giờ trưa em chuyển đổi giờ đăng nha. Rồi em xin vô chi tiết từng món nha. Rồi trước hết là cái nón số 1 nè. Nón số 1. À, cái nón này nó giống như nón mới vậy đó, nhưng mà khi vận chuyển về á, cái nó bị nứt ở đây. Nó bị nứt chỗ này. Đó. Nứt đây với lại ở đây bị cấn nè, bị cấn bị mớp, mớp xốp vô nè. Với bị nứt nhẹ ở đây. Và ở trong thôi nha, còn ở ngoài á thì đây nè, không có cái dấu luôn, không có dấu đụng gì hết, không có dấu da chạm gì hết. Đó, tiếc quá, cái nón này còn mới quá. Ở ngoài thì chưa có chạy, có cái đèn nữa nè, nhưng mà đèn này em chưa có thay pin nha. Mọi người mua, nếu mà ai mua thì về thay pin vô nha. Cái này là mình ở trong mình lối cái là nó ly ra. Ủa nón này giá. À, nón này em bán thanh lý đi mọi người ơi. Nón này em bán 200 ngàn thôi. Khách hàng nào mua chịu phí ship giùm em là được rồi. Em bán rẻ 200 ngàn nhưng mà em sẽ xử lý này lại cho. Em chích miếng keo vô đây, em khép nó lại bảo đảm bảo là nó cứng nha. Rồi em thanh lý 200 ngàn thôi. Cái này là dành cho những ai có dòng đầu từ 57 cho tới 61cm nha mọi người. 57 cho tới 61. Con này y như mới rồi, nhưng mà vận chuyển nó bị cấn. Em bán rẻ 200 ngàn nhưng mà đặc biệt cái này là khách hàng chịu phí vận chuyển giùm em nha. Khoảng 30 ngàn phí vận chuyển đó. Rồi em xin cho qua số 1 nha. Tiếp theo là cái nón số 2. Nón số 2 này là một cái nón mới nha mọi người. Nón mới. Trong đây nó có tặng theo kèm theo cái kiếng nè. Phía sau nó có đèn nè. Rồi nó có giấy hướng dẫn sử dụng nè. Rồi có cái cổng sạc, cái dây sạc USB nè. Cái này có đèn. Cái này là sạc USB nha. 2 3 4 5. Nó có 5 chế độ nha mọi người. Nón này dành cho những ai có dòng đầu từ 57 cho tới 62cm. Giá là 950 ngàn. Giá y như cũ. Cái này nón mới. Cái kiếng này đã lắm nha. Trong xe nha. Mà nó có 500 hít nha mọi người. Để vô cái là nó hít luôn. Còn nếu mà ban đêm á, không thích đeo kiếng thì mình dở ra mình hít ngược lại vậy là nó hít lên trên luôn. Cái kiếng này là em rất là thích luôn. Nó trong khe à. Rồi, cái nón này 57 cho tới 62 dòng đầu, giá 950 ngàn, y như cũ, nón mới. Rồi, em xin cho qua. Rồi, cái nón số 3 cũng vậy luôn. Cái nón số 3 này là giống với cái nón số 2 hồi nãy luôn. Cùng loại luôn. À, có kính luôn. Ây da, nó hết vô đây luôn rồi. Nó hết chiều đó. Kính này đã là trong khe. Em khoái cái kính này quá. Nón mới luôn. Rồi giá cũng vậy luôn. 950 ngàn. Size cũng bằng size luôn. Mới nha. Chưa qua sử dụng. Có sách hướng dẫn giấy tờ gì đây nè. Có cổng sạc luôn. Rồi nón số 3. Rồi tiếp theo là cái nón số 4. Nón số 4 là một cái nón Specialized. Cái nón này là thương hiệu của Mỹ nha. Mà được xuất qua Nhật. Đây,
Specialized còn mới nha, còn khá là mới. Có giấy tờ, có sổ giấy hướng dẫn sử dụng nè. Đó, trong đây nó có cái tem 7 màu luôn. Em nhìn cái này em thấy giống công nghệ MIP quá mọi người ơi. Không biết nó có ghi đây không. Nhưng mà cái công nghệ MIP này là của Bontrager á, công nghệ chống va đập á. Em nhìn ở trong là nó giống nè, logo Specialized nè. Cái này là size nhỏ nha mọi người. Những ai có dòng đầu từ 54 trở lại thôi nha. Từ 50 tới 54 trở lại thôi nha. Cái này là nón số 4 giá là 950.000 nha mọi người. Một cái nón Specialized, cái này có thể tháo ra được. Nón này còn mới tinh nè nha. Chưa xốp, nó cũng chưa có chạy nữa chứ đừng nói. Có đèn đây luôn nha. Đâu rồi, đây, có đèn. Cái này size dòng đầu nhỏ nha, ai dòng đầu nhỏ hãy chọn nha. Kỳ rồi anh kia anh lấy cọng dây ông đo dòng đầu ổng, ổng đo luôn. Ông đo lộn sao, cái ông đặt mua cái nón này về cái ông đo lại lần nữa cái không vừa, về trả lại về cho em. Rồi, em xin cho qua nón số 4 nha. Giá là 950.000 cho những ai 50 tới 54 dòng đầu. Rồi, tiếp theo là cái nón số 5. Nón số 5 này cũng là một cái nón mới luôn nha mọi người. Nón mới chưa qua sử dụng luôn. Có tặng kèm theo kính nè, có tặng cục pin đây nữa nè. Đây có đèn nha, nón này có đèn. Rồi có cái túi nè, với lại cái sách hướng dẫn sử dụng nè. Có cái túi luôn. Cái này nón mới. Kính và mà nín kính này cũng 500 luôn nha mọi người. Kính là toàn bộ 500 hết. Có đèn. Màu lông chuột. Giá cũng 950.000 luôn mọi người. Dòng đầu là 57 cho tới 62. Có đèn. Ba chế độ. Món này cũng đẹp, khá là đẹp nha, màu lông chuột, mới tinh. Rồi, giá cũng 950.000 luôn, nón mới, kỳ này về được mấy cái nón mới chưa qua sử dụng. Rồi. Rồi, tiếp theo là cái nón số 6. Nón số 6 này giá 750.000, nón này mình em bán giá rẻ thôi. Dành cho những ai có dòng đầu từ 55 cho tới 59. 55 tới 59. Màu đen kết hợp với những cái vân carbon. Chà, nãy giờ quên đánh số vô. Nãy giờ quên đánh số rồi. Cái này là số 6. Trời ơi, nãy giờ quên. Món này cũng còn khá là mới luôn, giống như là chưa đổi vậy mọi người. Cái miếng ở trong này nè, mới tinh nè. Cái shop này chưa có da chạm gì hết, bóng láng luôn, chưa có một vết chày. Em mua nón thì em cũng cố gắng em lựa những cái nón nào còn mới về. Em lâu lâu cũng gặp một hai cái nón cũ mình nhìn không ra. Em mua đồ em nhìn hình không à, cho nên là có đôi khi nhìn không ra. Nón này còn mới nha, giá 750 thôi. 55 tới 59 dòng đầu nón số 6 nha mọi người. Rồi, xin cho qua. Mãi chưa đánh dấu nữa. Rồi, tiếp theo là cái nón số 7. À, nón này đánh dấu rồi nè. Nón số 7 là 56 cho tới 59 cm dòng đầu. Giá là 1.2 triệu nha mọi người. Một cái nón Gartner, một cái thương hiệu của Canada. Cái nón này nó nhìn nó rất là sang trọng luôn. Nội mà cái tăng đưa của nó thôi, nhìn nó cũng đẹp nữa, sắc sảo. Nó mới từ trong ra ngoài luôn. Cái shop này nè, nó còn trắng tinh luôn nè. Rồi nó bao nguyên cái viền này lại luôn nè, mọi người thấy không? Bao nguyên cái viền lại luôn. Cái form này là form gọn, nhưng mà nhìn cái đuôi nó rất là ngầu. Nó áo nhựa bên ngoài cái này hết luôn. Chỉ có ba cái chỉ này là shop thôi. Một cái nón Louis Gartner, Gartner chứ không có Louis nha. Thấy cái chữ Gartner ở đây thôi. Giá 1.2 triệu nón số 7, dành cho những ai từ 56 cho tới 59 cm dòng đầu nha mọi người. Em kiếm coi, nó cũng là Made in China thôi nha, mà ở trong nó còn mới kìa nè, nguyên cái dòng đầu nó bao cái viền này lại luôn. Rồi, em xin cho qua nha. Nón số 7 giá 1.2 triệu. Rồi, tiếp theo là nón số 8. Em sửa cái cam lại cho nó ngay. Nón số 8 là dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 60, giá 1.2 triệu. Đây là thương hiệu Bridgestone nha mọi người.
Em nghĩ cái này là chắc là phản quang hay gì nè, nó màu xám xám nè. À, kỳ này về được nón mới mới mà cái này dính keo nha, cái này kỳ kỳ là nó ra nha, dính keo á, băng keo á, còn mới tinh luôn. Rồi cái đuôi nó đẹp ghê, hai cái mũi nhọn nó vét ra đằng sau, cái đuôi này đẹp quá, cái nút này cũng ngầu nữa, có chứng nhận GCF luôn, cái hội nón bảo hiểm của Nhật đó mọi người, đủ tiêu chuẩn á. Nón này là bên ngoài là coi như chưa chày gì hết, bên trong cũng còn rất là mới luôn. Mấy cái xốp này nè, nó không có bị bong lên. Cái Bridgestone, cái tem ở trong thì nó để là Made in China nha mọi người, nhưng mà em thấy là nó chữ Nhật là nhiều. Chữ Nhật không à. Nói chung là hàng này là xuất qua Nhật thì chữ Nhật là nhiều. Còn cái là mới nha, bên ngoài chưa có chày chỗ cho nào hết. Rồi giá 1,2 triệu dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 60 nha mọi người. Đây là nón số 8. Đánh dấu một cái. Rồi tiếp theo là cái nón số 9. Đây, nón này đợt trước em có giới thiệu một lần rồi. Cái màu nó là cái màu đỏ, đỏ đô kết hợp với màu đen với màu xám, có những cái lá giống như của Canada vậy đó. Thương hiệu là Bell. À, em chưa thay số. Nón số 9 thương hiệu là Bell. Đây, nhưng mà cái size này hơi bự nha mọi người. Đó, ai có dòng đầu mà size to to. Cái nút nó cũng ngầu nữa nè. Cái này đó là từ 59 cho tới 63 cm, dòng đầu mới đội vừa cái này nha mọi người. Cái đuôi nó nè, ngầu ghê. Quá ngầu. Bên trong nè còn mới nè. Em cũng không nhớ là cái này là có phải là cái này là em thay vô. Là do miếng cũ của nó hơi để lâu quá, nó hơi bong bong lên đó. Thôi em thay luôn cái bộ mới cho mọi người. Em có bán cái bộ này luôn nha mọi người. Bộ này nó có 3 màu. 40.000 đồng một bộ, quá rẻ. Rồi em xin cho qua nón số 9, giá là 1,000,000 thôi mọi người, giá 1,000,000 thôi, còn mới tinh chưa chày chụa chỗ nào hết, bóng láng luôn. Rồi tiếp theo là cái nón số 10. Nón số 10 một cái thương hiệu Kabuto của Nhật nha mọi người, thương hiệu này là của Nhật nha. Đây nó có hai miếng phản quang dưới đây. À, dành cho những ai dòng đầu từ 58 cho tới 62, cái này cũng thuộc dạng size to nữa nha, mà cái form nó cũng bự nữa. Cái kiểu nó cũng bự mà cái dòng đầu nó cũng bự. Mã số 10. Giá là 1,1 triệu nhưng mà em giảm giá còn 1,000,000 thôi mọi người. Em giảm giá còn 1,000,000 thôi nha mọi người, là lý do như nè, cái này là vận chuyển về nó bị cấn một chút ngay đây nè. Đó. Nhìn ở trên nhìn xuống là khó thấy, nhưng mà nhìn dưới nhìn lên thì có thể thấy. Đó. Nó hơi bị mất đây chút xíu à. Cái này là do để đồ nó cấn vô nè. Nó cấn cái xốp, nó lúng cái xốp vô chút xíu. Đây là ở trên nhìn xuống nè. Ở dưới nhìn lên nè. Đó. Nhìn ngang nè, cũng không thấy nhưng mà nhìn lên sẽ thấy. Đó. Rồi ok, nón Kabuto. Bao nguyên cái viền lại luôn nè, mọi người thấy không? Cái này là lưới luôn nha. Vừa xốp mà vừa lưới luôn, ngăn côn trùng bay vô luôn. Có chứng nhận của GCF luôn. Cái chỉ này cũng còn mới nữa nè, cái viền này nè. Rồi giá em giảm giá còn 1,000,000 cho mọi người dễ xài, từ 58 cho tới 62 dòng đầu mới đội được nha mọi người, nón số 10. Rồi tiếp theo là nón số 11. À, cái này nón mới rồi mọi người ơi, còn tem dính vô đây luôn nè. Cái nón này nhìn lạ quá, xốp người ta là màu đen lởm chởm, còn cái xốp này á nó không phải màu đen mà nó giống như nó nguyên một khối màu xám nè. Cái này nó để Made in Taiwan nha. Cọng dây này em thấy giống phản quang quá mọi người ơi. Ở trong nè mới tinh như nè, nó bao viền lại luôn, nguyên cái viền luôn. Cái này là màu màu đồng ha. Màu này giống như màu bạc xỉu đá vậy mọi người. Mà cả sữa nhiều cà phê ít vậy đó, bạc xỉu đá. Nón mới, chưa qua sử dụng, chưa có vết chày luôn, dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 60, giá là 1,2 triệu nè. Cái này nóng mới nha, đẹp quá, còn dính cái tem đây luôn, ở trong này nhìn lạ quá. Đây cũng có tem chứng nhận GCF nữa nha mọi người. Rồi em xin cho qua. Ủa, đánh số nón số 11. Nón số 11 giá 1,2 triệu. Tiếp theo là cái nón số 12. Nón số 12 một cái thương hiệu
Kabuto luôn, kết hợp giữa màu đỏ đô sọc và màu đen. Nè, dành cho những ai có dòng đầu từ 54 cho tới 60. Ây da, em đánh số 12 vô cho nó kìa. Rồi, 54 cho tới 60, cái này cũng có chứng nhận GCF trong đây nha mọi người. À, cái nón này em nghĩ nó là một cái nón mới nè mọi người. Nó là một cái nón mới nhưng mà do cái khuôn nó bị lỗi hay sao đó. Em thấy á, chỗ này nó nhăm 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 nè. Cái nhăm nhăm này là nhăm nhăm do đổ khuôn nè. Đây nè, đây nè. Chứ nó không có được láng như bên đây. Bên đây là láng do nè. Đó, láng do bên đây nó hơi nhăm nhăm nè. Do cái khuôn nó lỗi, đổ nó bị lỗi. Cho nên người ta đem ra người ta bán. Bán rẻ là do mặc dù nó là nón mới nhưng giá chỉ có 1 triệu thôi mọi người. Một cái thương hiệu này là của Nhật nha. Nói chung là nếu ai mà không có cầu kỳ, không có quá hoàn chỉnh quá, muốn cần một cái hoàn thiện quá thì cái này là ngon nè. Nhìn nó rất là chắc chắn luôn. Chỉ có cái là cái xốp nó có một chút nhăm 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 ở đây thôi. Nhăm nhăm dưới đây nè, dưới đây nè, dưới đây nè, đó. Mình nhìn nó, nhìn xa là không thấy nha, do nó màu đen á, mình nhìn lại gần mình mới thấy thôi. Rồi, ok, cái nón này là mã số 12, giá 1 triệu, dành cho những ai có dòng đầu từ 54 cho tới 60. Tiếp theo là cái số 13, cái này là size chà bá luôn nha. Ai có dòng đầu từ 61, 62 cho tới 65 á, mới đổi vừa nha mọi người. Giá là 1 triệu 3, nón này là made in Italy luôn nha. Này nó có cho cái mỏ bằng nhựa nè, cái dè bằng nhựa nè, che nắng. Thích thì gắn vô, không thích thì tháo ra. À, cái dòng này là em mới thay nha, tại vì của nó không có cái dòng nhựa này, cái xốp này, cho nên em thay. Có chứng nhận GCF luôn, cái này có miếng phản quang như này. Cái đùi ngầu không? Trời ơi. Nón này rất là mới, chưa có chỗ chày luôn. Màu xanh dương đậm, nón một cái thương hiệu Met của Italia. Cái này là do Ý sản xuất luôn nha mọi người, chứ không phải là thương hiệu Ý không đâu nha, mà do Ý sản xuất luôn. Trong đây nó có để Made in Italy nè. Rồi, nón số 13 giá 1 triệu 3. Made in Italy, dành cho những ai có dòng đầu từ 61 tới 65. Mọi người lưu ý nha, cái nón này đó, cái dòng đầu bự mà cái form nó cũng bự, cái kiểu nó cũng bự nữa nha. Nó cũng to nữa nha. Đó, khi mà dòng đầu tới đây là kết thúc nè, thì cái phần nhựa nó ra tới đây lận. Đó, mọi người ai mà bự con tí xíu, thích ngầu hả đòi hả chơi cái này. Nón số 13, 13, hồi nãy giờ 13 mà không chịu lấy số ra ha. Số 13 nha mọi người. Rồi, ok. Tiếp theo là số 14. Số 14. Cái này là một cái nón cast. Cái này là Italia nha. Mặc dù nó có dấu hiệu cũ theo thời gian. Nó có dấu hiệu cũ theo thời gian nhưng mà em nghĩ là còn rất là ok. Cũ là do cọng dây này thôi. Chứ bên trong cái đệm này nó cũng không có cũ lắm đâu nha mọi người. Cái phần shop nó cũng còn rất là ok nha. Phần nhựa ở ngoài chỉ có là nó hơi chày nhẹ ở đây nè, chày nhẹ nha, chứ không phải là chày mạnh mà nó nổi cái màu trắng ở trong ra nha. Chày nhẹ nhìn kỹ mới thấy. Nón này á, là form nhỏ gọn, dành cho những ai có dòng đầu từ 50 cho tới 57 trở lại thôi. Giá là 1 triệu mốt nha mọi người. Dòng đầu nhỏ mà là cái form nó là form gọn luôn. Đây nè mọi người thấy, khi mà cái dòng đầu kết thúc ở đây nè, mà nhựa là nó sẽ kết thúc ở đây nè, kế bên luôn nè, thấy không? Cái này ai thích nhỏ gọn mới thích hợp nha. Còn ai thích bự bự ngầu ngầu là không nên chọn cái này. Rồi, cái này em bán giá là 1 triệu mốt nha mọi người. Cọng dây nó có hơi cũ theo thời gian, nhưng mà được cái là Made in Italy nha. Cái này của Ý sản xuất luôn, dòng đầu nhỏ. Rồi, em xin cho qua đi. Ủa, chưa ghi số. Số 14. Rồi, tiếp theo là số 15 nha. 15 là cũng là một cái thương hiệu Kabuto luôn. Có chứng nhận GCF luôn. Nón này thôi mới quá rồi. Quá mới rồi. Bao nguyên cái viền này lại luôn. Nguyên cái viền này nó bao lại hết luôn. Ở đây có hai miếng phản quang nữa. Cái núm của nó cũng đẹp nè. Cái nút dặn của nó cũng ánh kim lên. Nó có một lớp nhựa trong nó phủ lên. Đẹp quá. Cái nón này dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 62. Nhưng mà em bán 850 ngàn thôi mọi người.
là do gì nè, vận chuyển về đây á, em mua ba bốn cái cửa hàng này nè, nó đóng hồi nãy giờ là có hai ba cái bị cấn rồi đó. Cái này cũng là nằm trong cái đống đó luôn nè, nhìn thẳng vô thì không thấy nhưng mà nhìn nghiêng về sẽ thấy nó hơi mớp vô tí xíu, mớp cái phần nhựa hơi mớp tí xíu, nhưng nó không có chốc lên nè, không chốc lên nha mọi người. Giá là 850 dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 62. Đây là số 15 nha mọi người. Số 15. Bên trong cũng còn khá là mới nha. Bao cái nhựa này lại luôn. Rồi, số 15, em bán theo giá thanh lý 850. Nó hơi cấn ở đây tí xíu nha, mọi người nhớ để ý giùm em nha. Rồi, tiếp theo là cái số 16. Cái số 16 một thương hiệu Kabuto luôn. Cái nón này cũng là phơm nhỏ luôn nha, dòng đầu nhỏ, phơm nhỏ. Đây nè, cái dòng đầu nó tới đây thì nó cũng kết thúc ở đây luôn nè, nó rất là phơm, nó rất là nhỏ. Dành cho những ai có dòng đầu từ 52 cho tới 57 đổ lại thôi nha. Em cũng bán giá là 850 luôn. 850. Cái miếng đệm nó cũng còn mới lắm nha. Cũng có chứng nhận GCF rồi luôn. Cái thương hiệu này là thương hiệu của Nhật nha. Cái đuôi nó nè, rất là đẹp ha, trắng đen với lại xám kết hợp lại với nhau. Dạ, có dòng đầu nhỏ mới đổi này được nha. Cái này là phơm gọn nha mọi người. Từ 52 tới 57 đổ lại thôi nha. Giá 850. Số 16. Rồi, em xin cho qua. Tiếp theo là số 17. Số 17 giá 1 triệu nha mọi người. Một cái thương hiệu Camo. Đây cũng là thương hiệu nổi tiếng ở bên Nhật nha. Số 17. Rồi, dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 60. Nón này chưa chày một chỗ nào hết. Chưa chày một chỗ nào luôn, cũng có chứng nhận GCF luôn. Bên trong cũng còn khá là mới luôn. Cái này người ta ít có đội lắm anh chị ơi. Mua về chắc là người ta ít có đội lắm cho nên là từ trong ra ngoài em thấy là nó mới từ trong ra ngoài luôn. Cái này là để lâu thôi nè. Người ta để trong nhà lâu rồi giờ ta đem ra bán thôi. Không có một chỗ nào chạy luôn mọi người. Đuôi nó nè, nó cũng bao nhựa lại cũng ngầu, nhìn ngầu ghê không? Bao lại luôn, nhựa luôn. Camo luôn, in cái thương hiệu lên đây. Rồi giá là 1 triệu nha mọi người. Ai có dòng đầu 56 cho tới 60 mới đổi vừa nha. Số 17. Tiếp theo là số 18. Số 18 một thương hiệu Kabuto luôn. Cái nón này là nón mới à. Chắc chắn luôn. Tem của nó còn luôn. Tem chữ Nhật không à. Thương hiệu Kabuto này là của Nhật mà. Số 18 dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 62 giá 1 triệu 3. Nón mới chưa qua sử dụng. Đây là nó cũng bao cái viền nhựa này lại luôn mọi người. Bao nguyên cái viền nhựa lại luôn. Nói chung nón mới thì thôi không còn gì để chê nữa rồi. Đây là lưới luôn nha, đây có lưới nữa nha, vừa xốp mà vừa lưới ngăn côn trùng bay vô luôn. Kỳ này mua được nhiều nón mới quá mọi người ơi. Bên ngoài đó nè, thôi nón mới thôi khỏi nói rồi, tem này còn luôn là chữ Nhật không à, chưa bị lỗi lầm gì nha. Ở đây gì đỏ đỏ ở đây nè, này kỳ là nó ra nha, này là dính sáp hay gì á nè, kỳ là nó ra. Rồi, nón số 18 giá 1 triệu 3, nón mới Kabuto, một cái thương hiệu của Nhật. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng Make in China thôi mọi người. Em đoán là 90% là vậy. Thôi cho nên thôi em khỏi đi tìm chữ Make in China ở đâu. Cho mất thời gian ha. Rồi em xin cho qua nha. Nón số 18 giá 1 triệu 3. Ai có dòng đầu 56 tới 62 là chọn cái này đẹp. Rồi tiếp theo là nón số 19. 19 cũng là một cái thương hiệu Kabuto luôn. Rồi cái này giá 1 triệu nha mọi người. Đây nha, ở trong nó đây nó cũng bao một cái viền nhựa lại luôn ha, bao viền nhựa lại luôn, cũng có chứng nhận GCF luôn. Dành cho những ai có dòng đầu từ 54 cho tới 60. Số 19 giá là 1 triệu nha mọi người. Giá 1 triệu, chưa có chỗ nào chày nha. Không có chỗ nào chày hết, không có một lỗi lầm gì hết.
Em cũng gán dạch lá tìm sâu coi có con sâu nào có chày nhẹ hay là cấn nhẹ chỗ nào để em báo cho mọi người. Nhưng mà nhiều khi tìm cũng không hết nha mọi người. Nhiều khi nó trong góc trong kẹt đó, em không phát hiện được. Thì anh chị nào mua mà về mà phát hiện được chỗ chày mà em không có nói trong video thì nhớ báo cho em. Chứ không thể nào em kiểm tra hết được. Rồi, ok. Số 19 giá 1 triệu dành cho những ai có vòng đầu từ 54 cho tới 60. Một cái nón cu Kabuto, cứ đọc lộn cua ta giống như máy 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 hoài à. Máy nông nghiệp hoài à. Rồi em xin cho qua. Rồi tới số 20. Số 20. 20 là một cái nón Bollinger. Đây, ở trong của nó cái này là miếng zin của nó nha, không phải là em không có thay vô nha. Bất cứ em có chỉnh sửa hay là can thiệp gì vô bất cứ cái món đồ nào từ bên Nhật về thì em sẽ nói nha. Em có thay thì em có nói, còn còn em không nói có nghĩa là của nó là như vậy đó. Một cái nón Borsanger số 20 giá 1 triệu dành cho những ai có vòng đầu từ 53 cho tới 58 cm. Có cái mỏ này, thích thì để, không thích thì tháo nha mọi người. Cái nón này đó là form gọn cho những ai không thích màu mè đó, nó chạy hai cọng nhựa nó chạy lên đây luôn. Bollinger một cái hàng có thương hiệu. Để coi coi. À, ở đây em thấy nó có mớp nhẹ vô chỗ này, đó, mớp nhẹ nha, nhẹ thôi. Nhìn kỹ sẽ thấy. Cái này giống như để cái này chồng lên cái kia nó bị mớp phần nhựa vậy đó. Rồi, em bán cái nón này giá 1 triệu nha mọi người. Một cái thương hiệu của Mỹ, Bollinger. À, dành cho những ai có vòng đầu từ 53 cho tới 58 cm. Chưa chày chỗ nào luôn. Có một cái là hơi cấn, để đồ lên nó cấn này nè. Đóng hàng chồng 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 lên với nhau nó hơi lún vô tí xíu. Nhìn kỹ sẽ thấy. Rồi, em xin cho qua nha. Số 20 giá 1 triệu. Ủa, à, ghi số rồi. Rồi, tiếp theo là số 21. Số 21. Nón này đẹp quá nha. Để ghi số cái đã. Không có chuyên nghiệp quá. Số 21 dành cho những ai có dòng đầu từ 57 cho tới 62. Giá là 1 triệu 2. Nón y như mới luôn. Trời ơi, chưa chạy chỗ nào hết nha. Kỳ này về được nón mới không? Để kiếm cái make in gì không? Chắc make in cũng China quá, em nghĩ là vậy. Cái dòng bên trong nó cũng còn mới nè ha. Dòng cái miếng đệm bên trong á, nó cũng bao lại cái dòng này luôn. Cái đuôi nó đây nè, nó cũng làm ngầu ghê không? Nó bao nhựa lại nè, bao nhựa. Ở đây có hai miếng phản quang luôn. Ồ, cái đầu ngầu ghê không, giống như cái con gì, con sói hay gì. Hai cái con mắt nè, cái mỏ đi xuống nè. Rồi, nón mét giá 1 triệu 2, mã số 21. Mã số 21 dành cho những ai có vòng đầu từ 57 cho tới 62 cm. Rồi. Tiếp theo là số 22 là một cái nón laser. Rồi, cái thương hiệu laser này ở bên Nhật là em thấy đa số nó giá cao không à. Cho nên em cũng ít khi mua được. Em thì em săn cái nào mà giá rẻ rẻ thì em mới mua. Số 22 dành cho những ai có dòng đầu từ 57 cho tới 62, giá 1 triệu tư. Cái nón laser. Rồi. Đặc trưng của những cái nón laser là cái đuôi nó quá trời ngầu luôn. Cái đuôi nó luôn luôn ngầu, vét lên mà cái này của nó cũng hay lắm mà. Miếng nhựa này nè, khi tăng đưa nó ôm hai miếng nhựa này vô đầu của mình nè. Hai miếng nhựa này nè. Nó tăng đưa bằng dây nha, nó xài bằng dây nè. Dây. Dây dây của nó thì thôi bền khỏi nói luôn. Laser. Phía trước đây, ngầu ghê. Rồi, dành cho những ai có dòng đầu từ 57 cho tới 62. Mã số 22 giá 1 triệu tư nha mọi người.
nón laser, tất cả đều hoàn chỉnh, tăng đưa đều ok hết. Tiếp theo là số 23. Số 23 cũng là một sản phẩm của laser màu xanh đọt chuối, trời ơi nổi như cồn luôn. Cái này á, cái này màu vàng chanh hả? Màu này màu gì? Em nhìn nó giống giống như xanh lọt chuối hay vàng chanh gì đó không biết. Nó tươi dữ lắm. Tăng đưa cũng bằng dây luôn, cũng giống cái nãy luôn mọi người. Nhưng mà cái nón này thì nó cũng rất là mới luôn. Cái này á, người ta, em nghĩ là người ta mua, người ta để trong nhà, người ta không có xài, ít xài, cho nên nó không có chạy chỗ gì chân. Chứ cái màu này mà chạy nhẹ cái là thấy liền nha. Cái này á, là mã số 23, dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 62. Giá là 1,4 triệu. Từ 56 cho tới 62 là đội dừa. Giá 1,4 triệu. Cái nón laser tăng đưa ở trên đây nha mọi người, chưa chạy chỗ nào hết. Đây, đặc trưng của nón laser là cái đuôi nó về đây. Quá đẹp. Rồi, em xin cho qua. Tiếp theo là cái nón số 24. Số 24 nha. Giá 1,1 triệu, dành cho những ai có dòng đầu từ 54 cho tới 60. Một cái nón thương hiệu OGK luôn, cũng là một cái thương hiệu của Nhật luôn, có chứng nhận GCF luôn. Bên trong nó có lưới nữa nè, xốp và lưới. Ở đây á, nó bao giáp vòng từ đây lại đây luôn. Số 24, vân carbon. Cái này là cái vân carbon kết hợp màu xám với màu vàng, vàng nghệ. Rất là hay. Cái nón này em cầm lên em có cảm giác nó rất là nhẹ nha mọi người, rất là nhẹ. Ở đây có lưới đồ đã luôn, bên trong cọ hoàn chỉnh, nói chung mọi thứ hoàn chỉnh hết, không lỗi lầm gì hết. Rồi, giá là 1,1 triệu, dành cho những ai có dòng đầu từ 54 cho tới 60 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là số 25. 25, đây là một cái sản phẩm của Bollinger. Giá là 1,8 triệu nha mọi người. Màu này là màu xanh đọt chuối rồi. Màu xanh đọt chuối rồi, nó cũng tươi giống như cái hồi nãy. Giá là 1,8 triệu, dành cho những ai có dòng đầu từ 58 cho tới 63. Phải không ta? Sao mà 58 dữ vậy? Để em đổi thử coi, dòng đầu của em là 56. Ôi, 56 đội dừa. Cái này ai mà dòng đầu 56 trở lên là đội dừa. Ở đây nó xài công nghệ MIP nha mọi người, công nghệ độc quyền của Bollinger nha. Hôm trước có cái anh khách kia, anh kêu kiếm cho ảnh một cái nón có xài công nghệ MIP này nè, mà em không nhớ là ai nữa. Công nghệ giảm chấn. Ở đây có cái tem 7 màu nữa nè. Lâu lâu mới có cái nón có cái tem như vậy. Nón này thì mọi thứ hoàn chỉnh, không lỗi lầm, không chạy chữa chỗ nào hết, từ trong ra ngoài không có chạy chữa chỗ nào hết. Quá đẹp. Cái này 56 là đội được rồi. Đồng đầu ai 56 trở lên cho tới 62 là đội được. Nón đồ hiệu, nó làm nhìn thấy nó chắc chắn ghê. Đặc biệt là công nghệ MIP này, lâu lâu mới thấy được một cái, mua được một cái có công nghệ này. Quá đã. Rồi, số 25, giá 1,8 triệu nha mọi người. Ai có dòng đầu từ 56 cho tới 63 là đội được. Rồi, tiếp theo là em mua được hai cái nón của Ý. Hai cái này em thích quá. Em thích hai cái này quá. Mọi người nhìn cái miệng của nó nè. Cái đầu nè, giống như là đầu của con lân vậy. Hiệu Sally. Hiệu Sally nha. Số 26. Để em ghi số vô cái nè. Số 26 ha, màu trắng đỏ với lại đen vân carbon. Hai cái chỗ hai bên này là cái chỗ nó nhét cọng dây vô nè mọi người, nhưng mà nó làm nó
nó in cái logo lên đây luôn, logo chữ S lên đây, thành ra nó giống như con mắt đó, ở đây giống cái miệng nè. Em nhìn em có cảm giác như là một cái con gì á, giống con lân quá. Nhìn thấy đã không? Selly, nón này made in Italy nha mọi người, nhưng mà chỗ này nó hơi bung một chút xíu ha. Thì em sẽ xử lý lại bằng cách là em chấm keo cho nó dính lại. Nó hơi bung hai bên đây, bên đây nó có cũng có bung một chút. Em sẽ chấm keo cho nó dính lại đây. Anh chị nào mà muốn mua cái nón này thì liên hệ với em, để sau khi em chấm keo lại em sẽ quay hiện trạng lúc em đã hoàn thiện cho mọi người xem. Đồng ý thì hả, bỏ tiền ra mua nha mọi người. Cái miếng lót này của nó hơi cũ nè, cho nên em thay miếng này, cái miếng mới của em thay vô cái lót này nè. Made in Italy nha mọi người. Em khoái cái dòng nón này lắm. Giờ em cũng đang đổi một cái tựa tựa như vậy. Nhìn giống như cái con lân con gì quá. Mà cái đuôi nó cũng ngầu nữa nè. Nó bao nhựa toàn bộ hết luôn mọi người thấy không? Nguyên cái đuôi đó nó bao nhựa toàn bộ hết. Rồi nón này dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới 60. Giá là 1 triệu mốt nha mọi người. 1 triệu mốt. Chưa có chày chụa gì hết. Chỉ có ở trong này nó hơi bị bung keo chỗ này. Em sẽ dán keo lại trước khi bán cho mọi người. Rồi giá là 1 triệu mốt, số 26. Quá rẻ, made in Italy luôn mà. Italy luôn. Cái này ngon à. Rồi ok, em xin cho qua nha. Và cái cuối cùng, cái cuối cùng này là em rất là thích luôn. Em hay để cái nào mà em thích nhất ở sau cùng lắm mọi người. Nó cũng tựa tựa như cái hồi nãy à, nhưng mà có một cái là nó vân carbon từ trên tới dưới luôn. Vân carbon từ trên tới dưới luôn. Cái này á là dành cho những ai có dòng đầu từ 56 cho tới là 60. Cái này số 27, để em ghi số 27 vô cái đã, để em thôi là quên. Số 27. Số 27 nha mọi người. 56 cho tới 60 dòng đầu, giá là 2 triệu 3 nha mọi người. Cái nón này á, là em đấu giá, em rất là thích cái nón này cho nên là em mua, em trả giá lên cao để em mua cho bằng được cái nón này. Phía sau nó để matrix, ma trận nè, mọi người nhìn giống như ma trận vậy. Đó, em cố tình trả giá lên cao để mua cho bằng được cái nón này. Ở đây nó có hơi bung miếng nhựa lên chút xíu ha, nhưng mà không có vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì hết nha. Nó đẹp quá, nhìn y con lân. Vân carbon luôn. Ồ, cái này là ban ngày đi ra nắng là đẹp lắm nè. Giá 2 triệu 3 nha mọi người. Em cũng đam mê cái nón này lắm. Cái nón này nó cũng bị lỗi chút xíu cái phần này. Nón này em thấy cái nào cũng bị chân á. Em mua khoảng 4-5 cái giày rồi, cái nào nó cũng bị chỗ này nè. Nó hở keo ra nè. Bây giờ em sẽ xử lý bằng cách là em dán keo cho nó dính vô đây lại. Đó. Rồi em mới bán. Món này cũng made in Italy luôn nha. Thì anh chị nào mà thích cái nón này á, thì cứ liên hệ với em. Sau khi em xử lý xong em sẽ quay video chỉ một mình nó thôi. Đó, cho mọi người xem cái hiện trạng sau khi em xử lý xong. Nếu mà đồng ý thì mình hãy bỏ tiền ra mua. Nhưng mà nón này thì em quá ưng ý rồi. Nón này có ý luôn, miếng lót ở trong là cũng còn đẹp nữa nè. Để em coi miếng lót này coi. Có cái này nó bung nè. Cái miếng đây nè, nó bung ra. Em sẽ dán keo lại. Một cái nón matrix. Trời ơi, cái đuôi nó nhìn cái kìa, đuôi cũng đẹp. Mà đầu cũng đẹp. Giống như con lân con gì á. Quá trời ngầu luôn. Rồi, như vậy là giá là 2 triệu 3 nha mọi người. Ai có dòng đầu từ 56 cho tới 60 là đội dừa. Rồi, vậy là em cũng xin kết thúc video ở đây nha. Trong cái video sau thì em sẽ quay đôi dài, một số đôi dài với lại một số cái bidan dài với bidan nha mọi người. Video sau em sẽ quay hai món đó. Video này dài rồi, thôi em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua. Chúc cho mọi người có những cái trải nghiệm thật tốt khi mà mua sản phẩm từ của em. Và mọi người lưu ý là mọi người suy nghĩ kỹ để trước khi mình chốt mình mua một món hàng ha. Tại vì
Em cũng bán cho một số khách đó, chốt hàng xong rồi tới nơi cái người ta không nhận hoặc không nghe điện thoại hay gì đó, cũng hơi buồn. Người thì chốt không có, người thì chốt rồi mà không chịu lấy đó. Như vậy thì hàng trả đi trả về em tốn phí vận chuyển cũng tội nghiệp em. Cân nhắc, nên cân nhắc trước khi mà mình đặt mình mua món đồ, đó là thể hiện trách nhiệm của mình đó mọi người. Trừ khi nào món đồ đó nó có trục trặc gì, ví dụ như không vừa hay là lỗi gì đó thì ở đây em xử lý được hết. Ví dụ như không vừa, ok em cho đổi lại. Nhưng mà em gu bà gù đặt hàng, em gu bà gù luôn rồi gọi điện không được, như vậy thì cũng bất công cho mấy cái shop quá mấy anh chị. Cứ việc nghe máy, cứ việc nhận hàng, cứ việc thanh toán tiền đi, rồi sau đó cảm thấy là cái này mà không vừa, ok em nhận lại, em chuyển khoản lại, không mất một đồng bạc. Và kênh của em chưa có bị mất uy tín một lần nào về cái vấn đề mà chuyển tiền lại hết trơn á mọi người. Rồi thôi em xin kết thúc ở đây nha, xin chào mọi người. Trong video sau này em sẽ đăng lúc 11 giờ trưa nha mọi người. Em sẽ sửa giờ lại, thay vì 7 giờ 15 tối thì em sẽ sửa thành 11 giờ trưa. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha, goodbye.